Hello con. Con tên gì nè? Con tên Huỳnh Gia Cát Tường. Huỳnh Gia Cát Tường hả? Con học nhảy môn gì? Môn bố bụng. Bố bụng tên tiếng Anh là gì? Belly dance hả? Đúng không? Hôm nay con nhảy bài gì đó? Bài gì? Dung tết tết hả? Kêu mấy chú nhớ đón xem video của con nha. Đó. Con nhảy đẹp lắm. À. Đây là ekip vừa quay xong đem bát sân. Đây là nhóm 3A đang làm mưa làm gió trên đem bát sân Việt Nam. Đâu ra giới thiệu mấy em mà cho em rồi. Đây là chú bảo vệ Vinhome. Rất là dễ thương. Đó, thấy mấy bé nhảy rất dễ thương luôn. Đó, đây là hậu trường. Đó, vì anh đang nhảy vẫn còn nhiều năng lượng. Dạ, xuống đây chú ơi, nói chuyện coi. Xuống đây, đứng dưới đây. Đi đây chú ơi, kêu gọi mọi người coi video của con nào. Không sao, không đau đâu. Rồi, chào. Rồi, chào các chú đi. Chào các chú. Không, chào mọi người đi. Chào mọi người. Nhóm con tên là... Ồ, nhóm 3A luôn. Mấy con nhảy môn gì? Nhảy belly dance. Belly dance phải không? Hôm nay nhảy mấy bài? 4 bài. Trời ơi. Sáng rồi. Có ăn gì chưa? Dạ chưa. Rồi có ăn một miếng bánh mì. Con có một miếng ăn rồi. Chú thấy con ăn hết một ổ mà. Hai ổ. Hai ổ luôn. Rồi. Con ăn xíu xong con cho cá ăn phải không? Đúng rồi. Không, không có cho cá nào. Cho cá ăn quá trời cá. Cá tới cái như cá ăn quá trời đó, clip con nhảy đó. Không, lúc cái bánh kia kìa. Bánh gì? Bánh tôm. Bánh tôm hả? Bánh mật tôm ra con để ba tô cơm. Ba tô cơm, con ăn mấy con uống mấy hũ sữa. Con một tô cơm. Ừ, uống mấy hũ sữa. Trời ơi, ngày uống quá trời luôn vậy á hả? Trời con ơi. Cần kem sữa hả? Con thèm ở sữa trong hộp nữa, con uống hoài à, con thèm sữa nhất. Sữa gì? Sữa bò hả? Hay sữa dê? Dạ, sao hải đâu, sữa cao. Sữa cao hả? Chứ không phải sữa cá hả? Dạ. Có thích ăn sữa hộp không? Dạ không. Sữa bột không? Con ăn dạ. Sữa bột nữa không? Dạ. Yeah, trời. Hôm nay của con đi nhảy, ai đưa tụi con đi nè? Dạ mẹ. Đó, mọi người thấy không, mỗi lần đưa các dancer nhí đi nhảy là đó, các ba bậc phụ huynh 13 người, 4 người và một cô giáo nữa nè. Rồi, chăm sóc các bé 4 tuổi đó là vất vả nha. Không, con cái này là 5 tuổi là chọi nhưng mà là... Ủa, con là 5 tuổi hả? Không, con. Con 5 tuổi? Trời ơi, sao con nhỏ hơn 4 tuổi? Ở đâu có, con nhảy đẹp hơn đúng không? Nhảy đẹp giống nhau hết. Ủa sao con dính cái gì trên mặt vậy? Không, cái đó hộp. Hộp gì vậy? Hộp xoàn đúng không? Trời ơi. Hộp xoàn, hộp kim cương mắc hơn hộp xoàn luôn á. Rồi con cũng có luôn. Nhìn con mấy hộp? Một hộp. Một hộp nữa hả? Thôi kêu mấy chú, mấy cô coi video của con nha. Nhóm 3A. Rồi các cô chú, nói đi. Xem tụi con nhảy nha. Xem tụi con nhảy nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Đi hai môn. Phước Trường. Không. Phước Trường. Nhớ subscribe kênh Thợ Săn nha. Thợ Săn Thành Phố nha. Nhớ subscribe kênh. Thôi, nhớ subscribe kênh Phước Trường Cinema nha. Nhớ subscribe. Đăng... Phước Trường. Phước Trường Cinema. Cinema. Rồi, xin chào. Xin chào. Đi dạ. Và tại sao cả thành phố các bạn nhỉ?